Hello là ok, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân Su Xí Sọn và Bông Bé Bỏng. Thì ở tập 1 vụ án Tết 2023, Su với Bông đã được anh Sen dẫn đi mua quần áo Tết mặc đó cả nhà. Rồi đi. Đi vô. Lúc này thì anh Sen đã gặp được bà cụ bán đồ quần áo thiết kế dành cho Su với Bông đó cả nhà. Và anh Sen đã quyết định là mua cho Su những cái bộ quần áo này. Đồng thời lúc này cũng đã xuất hiện một cái tên rất là lạ mặt luôn. Tên này dường như là đang tìm kiếm những em nhỏ đang có đồ Tết để lấy đó cả nhà. Thì liệu rằng cái kế hoạch của tên này có thành công hay không? Thì mời cả nhà đón xem ở tập 2 Tết 2023 nha. Ok cả nhà, Su vừa nói với mình là Su thích màu vàng. Đó, bây giờ mình sẽ lấy bộ đồ đây, mình mặc thử cho Su. Xong rồi mình cho Su điền vòng, nếu mà đẹp là mình sẽ chốt bộ đồ cho Su nha cả nhà. Còn bộ màu đồ màu đỏ đây nè là bộ đồ Bông đó, Bông rất là thích luôn. Bây giờ mình sẽ mặc cho Bông luôn. Nếu mà hợp là mình sẽ chốt cho Bông mặc đồ Tết luôn nha cả nhà. Ok phải không? Đúng rồi, mua mấy bộ để dành luôn. Bộ mặc mùng 1, mùng 2, mùng 3. Dạ con cũng muốn lắm bè, nhưng mà giờ con còn có 200 ngàn rồi bè. Bè giảm giá cho mua đi con. Ok, để con cố gắng để con coi có tiền con mua cho nha bà. Ok, vì bây giờ mình sẽ mặc thử bộ đồ đây lên cho em Su. Để xem thử là Su mặc đồ tới đây có điện không nha cả nhà. Ok. Đúng rồi, thử đi. Rồi, bà mặc giùm con cho em Bông luôn đi bà. Ok. Lột đồ ra Su. Ui, chết rồi. Chết rồi. Rồi. Rồi, đồ đây là đồ của em Su nha cả nhà. Đó, đồ Tết đó, giờ mình sẽ mua thử, mình ướm thử có thể là đồ thiết kế này có đẹp hay không. Rồi, đút đầu vô. Ok. Rồi, đưa vô. Rồi. Rồi. Ok. Sao mấy đứa thấy Su mặc đồ đẹp không? Đẹp không? Thảo thấy Su mặc đồ đây đi không Thảo? Ủa, nhìn từ trên xuống dưới này đẹp quá. Bộ đồ đây ăn Tết được không? Được anh. Đúng thì cái chứ cả nhà, công nhận cái đồ thiết kế nó có khác hơn cả nhà. Mặc vô là vừa y dáng của Su luôn, giống kiểu là may đo cho Su vậy á. Ok, bây giờ mình sẽ cho Su đi thử một vòng để coi thử là Su có đẹp hay không. Nếu mà đẹp là mình sẽ chốt bộ đồ đây cho Su nha cả nhà. Su đứng lên Su. Rồi, Su thấy anh. Đẹp quá à. Đây Su ơi, Su đi lại đây Su. Lại đây. Rồi, Su đứng im. Su sang dành coi coi. Ok cả nhà, thì đây đó, đây là cái bộ đồ thiết kế mà mình định mua để cho Su mặc đồ Tết nha cả nhà. Đó. Ok cả nhà, thì sau khi mà cho Su mặc cái bộ đồ Tết này xong á, thì bây giờ mình sẽ hỏi Thảo thử là Thảo có thích bộ đồ đây không, thì mình sẽ mua cho Su nha. Sao Thảo? Dĩ nhiên là thích rồi anh, đẹp quá trời luôn à. Ok, vậy thì Thảo có chốt bộ đồ đây cho Su không? Ok. Chốt luôn anh. Thôi được rồi, vậy là Su đã có một bộ đồ Tết đây rồi nha cả nhà. Giờ tới lượt em Bông. Sao em thấy Su mặc đồ đẹp không? Dạ. Đẹp nhiều không? Em chấm được mấy điểm? 10 điểm hả? À? Em có đồ Tết chưa? Đã rồi. Đó rồi hả? Em có thích bộ này trong đây không? Anh mua tặng nhau bộ. Thôi, con ba, bà thấy Su nhà con mặc đồ đẹp không? 10 điểm, ok. Sau khi chị Su đã biểu diễn xong thì tới lượt em Bông bắt đầu mặc cái bộ đồ Tết mà anh Sen mua để đi cho mọi người xem là có đẹp hay không đó cả nhà. Thì cả nhà xem đi, Bông mặc cũng không thua kém gì chị Su đâu nha. Tại sao Su Bông có đồ mà mình không có đồ? Tại sao Su Bông có đồ mà mình không có đồ? Ok cả nhà, thì sau khi mà Su với Bông mặc và đi xong thì mình cảm giác là bộ hai bộ đây rất là đẹp luôn. Đó, đầu tiên là bộ của em Bông này cả nhà, rất là vừa luôn, đúng là đồ thiết kế có khác cả nhà, rất là đẹp. Thì bộ đồ đây mình sẽ mua cho Bông để ăn Tết nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là... Dạ rồi, ba từ từ bà. Tiếp tục là Su. Đó, Su với bộ đồ màu vàng này cũng rất là đẹp luôn, không thua kém gì Su hết, Bông hết. Thì mình sẽ chốt luôn bộ đồ đây cho em Su luôn nha cả nhà. Rồi ba, tính tiền ba. Ủa thôi, bộ thâu hả? Dạ thôi, bây giờ mình giàu mày cả nhà, mình mua hết luôn. Gói hết luôn bà, mua hết cho Su Bông luôn. Đúng rồi cả nhà, hôm nay chơi lớn cả nhà, mua hết đồ cho Su Bông luôn hả, để về Su Bông ăn Tết cả nhà. Rồi bà gói vô nha. Rồi ok. Rồi cả nhà thấy mình mua hết sạch luôn mà, hôm nay mua là được giảm giá 50% nữa, nên năm ra là đâu có tốn nhiều tiền đâu. Rồi 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 con gửi tiền bà luôn. Ok. Ok. Trời ơi, lấy hết đâu rồi con tiền đâu mua cho mình? Đừng anh ăn, đừng không mua, đưa tiền cho em mua đồ Tết cho em. Vậy là mình đã mua được quá trời đồ cho Su với Bông luôn rồi cả nhà. Đó, còn là đồ thiết kế đi thôi cả nhà. Thôi bây giờ mình đi về nha.
Thôi đi về Thảo ơi, mua đồ tới rồi đi về. Đi về đi về gái. Tóc thiệt chứ, mua đồ cho số bông rồi không thèm để ý mình luôn. Rồi đi giờ cũng không để ý mình đâu. Ủa, chị nha, tại sao con Thảo nó chịu, bé Thảo nó chịu về cả nha. Hả, mình mua đồ tới rồi mà. Quay lại hỏi bé Thảo nha cả nha. Ngồi đây chừng nào quay lại vậy thôi. Này đây, xuống luôn rồi đây. Ủa, sao Thảo không chịu về, có chuyện gì? Đồ tết em đâu? Đồ tết em hả? Đồ tết em. Thảo, bây giờ ví dụ bây giờ anh mua hết đồ tết cho Sâu Bông rồi, bây giờ anh mua tặng Thảo đôi dép không? Ok không? Rồi, rồi rồi đúng. Thảo đồng ý không? Đồng ý. Rồi ok. Rồi. Đây cả nha. Đây cả nha. Mình mới lấy được cái đôi dép đây, giờ mình đem tới mình tặng cho bé Thảo để khỏi mua đồ tết nha cả nha. Mua mà cái này anh nhặt chứ anh đâu mua đâu. Hả? Thôi nhặt gì? Cho mua lại cái đôi dép. Bây giờ tặng đôi dép cũng không lấy, giờ thích cái gì? Đồ tết. Đồ về nhưng mà đồ tết đúng không? Ok đó, anh nói vậy thôi, chứ thật ra là anh đã chuẩn bị cho Thảo một cái bộ đồ tết ở nhà luôn rồi. Bây giờ về nhà anh sẽ đưa cho Thảo bộ đồ đó, ok không? Ok anh. Anh mà anh không đưa là em hình không quay với anh gì nữa luôn. Em bỏ Sô Bông luôn, không thèm chơi với anh luôn. Thiệt không? Thiệt. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ về mình đưa cho Sô Bông bộ đồ. Quên, mình đưa cho bé Thảo bộ đồ thiết kế mà mình đã đặt riêng cho em Thảo nha cả nhà. Thảo với Sô Bông ngồi, anh nói nè, bây giờ đóng đồ đã anh mua rồi. Đó, đồ đây mua quá nhiều tiền luôn á. Thảo với Sô Bông phải ngồi giữ giùm anh nha. Xong rồi anh chạy ra anh mua đồ ăn, xong rồi là anh chạy về. Rồi anh dẫn mấy đứa đi về để mặc đồ tết được chưa? Dạ. Coi phải giữ cho kỹ nha. Thảo có tự tin giữ kỹ không? Dù đảm bảo là 100%. Có mất không? Dạ không. Ok, rồi rồi cả nhà, bây giờ mình sẽ đưa cho Thảo giữ nha, hôm nay. Rồi. Trời ơi, nó đi rồi hả? Thôi, bả đợi trong chuẩn bị, tại sao mình phải cầm cầm kia cho nó mệt. Bỏ hết đồ vô trong bị. Đó. Trời ơi, đồ quá trời quá đất luôn. Bỏ nhiếc quả không vô vậy. Sao? Tên rồi mẹ vẫn chưa có đồ mặc, bây giờ phải đi giật đồ của cả thôi. Tên rồi giật đồ của mấy đứa nhỏ thôi. Tết nhất đến nơi rồi mà bây giờ mình ăn cơm quá, mình còn có 10.000 thì làm sao mà đi mua đồ tết được. Tết mình phải có đồ tết chứ. Bây giờ làm sao đây ta, mình quay hết thảy dương à, mà không có ai sơ hở cái gì để mình lấy chứ. Bây giờ mình phải đi coi tìm mấy đứa nhỏ á, nó như con người nó có sơ hở nên mình lấy đồ của nó. Ba cái đứa nhỏ anh ấy vừa mua đồ tết mình quá trời đồ đẹp luôn, còn cái đồ này chắc chắn mình bận vừa quá. Mình nhìn thấy là chắc chắn là tim mình là đàn ông, nhưng mà mình vẫn rất là khó. Đây là đồ thiết kế nữa, đồ đây chỉ có một đồ trên thế giới thôi mà mình quen thế này, giờ nó không đi với người lớn được rồi, để mình cần mình phải giật cái đồ của tụi nó. Họ nhiều đồ đẹp quá ta. Mọi người thấy không, anh hắn anh có tâm lý ghê. Mua hết nguyên bộ luôn mà toàn là bộ đẹp. Mà hường cái tông này mọi người đẹp dễ sợ luôn. Trời ơi, bộ này là đơn giản, cái nào quá cháy. Được rồi, bây giờ chỉ cần giúp cái bộ đồ của tụi nó là mình có đủ đồ tết để nó mặc trong mấy ngày tết đây rồi. Sẽ không, mình chờ anh hắn á, anh đi mua đồ ăn á, chắc mình nghĩ là 2-3 phút nữa thì về á. Thôi, ngồi đây chờ xíu nhé, Sô Bông. Có đồ đi chơi tết cho Sô Bông luôn mọi người. Sao? Tết đến rồi. Tết đến rồi. Trời hát hay quá. Cái này là đi làm ca sĩ là mới trúng bài rồi. Khi anh thắng về mình sẽ khoe anh thắng biết. Thật là đã. Sau khi kệ lại mặt lấy hết tất cả những bộ đồ thiết kế của Su với Bông được anh Sen mua làm quà tết, thì để lại một cái nịt và một cái đôi giày đó cả nha. Thảo ơi, anh mua rồi nhưng mà người ta họ ship về nhà rồi. Đó, bây giờ mình chỉ cần về thôi, mình không cần mang về bởi như mua nhiều đồ quá. Thôi bây giờ mình tranh thủ mình đi. Về Thảo. Dạ. Ok, bây giờ. Đây à, sắp để đi thôi. Rồi, cầm Su Bông lên rồi cầm đồ về Thảo. Ủa cái gì?
Ủa, đồ đâu rồi? Sao còn mỗi giày của Su Bông cũng định nữa? Ủa, đồ đâu rồi? Ủa, cái gì vậy Thảo? Sao còn mỗi giày không vậy? Ủa chết rồi, đồ anh đưa Thảo giữ mà sao bây giờ còn đôi giày không vậy? Còn cái nịt nữa cả nha. Đồ đâu rồi Thảo? Đồ của Su Bông đâu rồi? Chết rồi cả nha. Mình tin tưởng mấy Thảo, mình đưa cho mấy Thảo giữ đồ thiết kế mình mua đồ tết cho Su Bông mày. Mà bây giờ Thảo làm mất rồi cả nha. Giờ phải làm sao đây Thảo? Rõ ràng là anh đưa cho Thảo giữ mà. Em như là đã có người lấy đồ của em rồi. Sao mà em biết được? Tại vì sao mà em biết được? Anh rõ ràng là nãy giờ có mình Thảo ở đây mà. Hồi nãy em nói em cứ nghe tiếng sột sạt ở sau đây à. Nghe tiếng sột sạt mà sao Thảo không quay lại? Em tưởng là gió thổi cái này nè, nó bay phơ cho nên mình kệ nó luôn. Vậy là tiêu rồi cả nhà. Mình nghi á là trên địa bàn mình là tiếp tục xuất hiện một cái tên nào nữa rồi đó, chuyên đi lấy đồ tết của Su Bông rồi đó. Tên này đã canh em Thảo hay sao á mà đã lấy đồ của em Thảo rồi cả nhà, đúng không? Đúng. Nhưng mà giờ nếu mà đã mất đồ thì Thảo đền cho Su Bông đi. Em đâu có biết được đâu. Phải rồi, má ai bị bác tin tưởng em làm cái gì? Chết rồi cả nhà, bây giờ Su Bông buồn ghê cả nhà. Được mình mua đồ tết bây giờ mất nữa rồi. Thôi bây giờ á là mình sẽ cố gắng đi chiếc xuất camera ở xung quanh này để mình xem là đối tượng nào đã lấy của Su Bông. Xong rồi á là mình sẽ đem đó, mình bắt hắn rồi mình lấy lại đồ cho Su Bông ăn tết nha cả nhà. Được không Thảo? Dạ được ạ. Ok. Đó thì ok cả nhà, ở tập 2 Su Bông đã bị kẻ lạ mặt lấy móc quần áo. Thì liệu rằng ở tập 3 này anh Sen có thể lấy được lại hết tất cả quần áo cho Su Bông hay không? Thì mời cả nhà đón xem nha.